Thành phố Đà Nẵng ghi nhận nhiều thiệt hại nặng nề sau trận mưa lụt lớn kéo dài từ chiều tối ngày 14 tháng 10. Theo báo cáo nhanh của các quận huyện, đã có người thiệt mạng do nước cuốn trôi, nhiều khu vực ngập sâu bị chia cắt cục bộ. Ngay từ sáng sớm nay, phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV đã có mặt tại các địa phương để phản ánh tình hình và công tác khắc phục hậu quả. Sau trận mưa lớn vừa qua tại khu vực ống thoát nước, tại tuyến đường Hoàng Sa và tuyến đường Lê Văn Lương của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây sụt lún nặng nề. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực này để đảm bảo an toàn cho người dân. Theo ghi nhận, có hai vị trí sụt lún nghiêm trọng tạo thành các rãnh sâu khoảng hơn 2 mét đổ thẳng ra biển, vắt ngang qua hết mặt đường và vỉa hè đường Hoàng Sa. Còn phía gần đó, sạt lở đang đe dọa một số nhà dân. Một số điểm trên bán đảo Sơn Trà cũng bị sạt lở như đoạn đường lên đỉnh Bàn Cờ, đoạn lên đường Chùa Lên Đứng và một số điểm khác. Phương án trước mắt thì chúng tôi cũng sẽ triển khai phương án là phân luồng để đảm bảo giao thông cho người dân đi lại thuận lợi, đặc biệt là để cho các phương tiện mà ứng phó cứu nạn cứu hộ được xử lý dứt điểm cái hiện trạng mà đang bị sạt lở ở phía trên khu vực đường Hoàng Sa. Đồng thời thì chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị có chức năng và lực lượng tư vấn thì sẽ kiểm tra đánh giá lại kỹ lưỡng cái nguyên nhân của cái hư hỏng này. Sơ bộ ban đầu thì cũng do đánh giá cái tác động lớn của xâm thực dẫn đến cái xói lở. Tuy nhiên phải có những đánh giá cụ thể hơn để có cái phương án xử lý nó triệt để và lâu dài. Ngay trong sáng nay, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, khắc phục thiệt hại sạt lở các tuyến đường giao thông theo phân cấp quản lý, đảm bảo giao thông được thông suốt. Rất đông người dân tập trung tại hiện trường theo dõi vụ sụt lún đường. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo nguy hiểm, đồng thời cử công an trực chốt, không để người dân qua lại khu vực nguy hiểm. Tuyến đường đi lên bán đảo Sơn Trà từ hướng Hoàng Sa tạm thời không thể đi được.